Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomio. Phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện về Phasite, một trong những thành viên quan trọng nhất của đế chế tàu trong vũ trụ WM40K. Vậy thì trong video này, hãy cùng nhau đến phần 2 của video về tàu, đó chính là về năng lực chiến tranh của chủng loại này. Ok, bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Trước khi vào phần chính video thì xin phép cho mình quảng cáo một phút Đó chính là cảm ơn Techspace Việt Nam đã tài trợ cho video này Và nếu như các bạn muốn mua những sản phẩm gaming gear, đồ công nghệ và những sản phẩm thiết bị máy tính Thì đừng quên mua ngay tại website Techspace với mã Diomio để được giảm giá 10% trên đơn hàng nhé Còn bây giờ hãy bắt đầu phần chính video thôi Do tuổi đời chỉ là cái móng tay so với các chủng tộc sừng sỏ khác đã từng thống trị vũ trụ nếu so với con người thuộc phe đế chế nhân loại thì trong khi họ đang đi khai phá và gây chiếm với tất cả chủng tộc khác, lẫn đánh đấm nhau liên tu ti ở quy mô cả giải ngân hà và trên những chiến thuyền không gian khổng lồ thì người tàu vẫn là những tên thổ dân mới tập làm ra lửa nên kinh nghiệm trường đời của họ có thể coi gần như là bằng không. Nhưng đồng thời, một nhược điểm chết người nữa là họ quá mù quáng bởi đức tin vào Greater Good của họ Thậm chí, ngay cả đến giờ phút địa ngục nhất của thiên nhân kỷ thứ 41 ngày nay, khi binh đoàn hỗn mang đang càng ngày càng bành trướng, chủng Orc đang chuẩn bị một cuộc đại war chưa từng có, còn loài Tyranis thì ngày càng khó nắm bắt. Cuối cùng thì nhờ trải qua rất nhiều bài học chiến tranh và các biến cố đẩy xương máu với cái giá là hàng tấn sinh mạng đồng loại cùng hàng loạt thế giới thuộc địa bay hơi. Người Tàu cuối cùng cũng nhận ra rằng việc ngoại giao với hầu hết chủng tộc bô lão trong thế giới này là hoàn toàn vô ích. Rằng chúng sẽ không bao giờ chịu lắng nghe họ, chứ đừng bảo là gia nhập tín ngưỡng Greater Good của họ may mắn là người Tàu đã có sự chuẩn bị quân sự cho thế giới tương lai không có hòa bình này. Nhận định đầu tiên về lực lượng quân sự nói chung của đế chế Tàu là họ cực kỳ vô cùng yếu ớt đến mức thảm hại khi so với quy mô quân số và lãnh thổ của họ với bất kỳ một chủng tộc đàn anh bá chủ nào khác trên bàn cờ. Đế chế Tàu chỉ chiếm giữ một vùng không gian nhỏ ở vùng rìa phía đông nằm trong lãnh thổ hoành tá tràng của đế chế nhân loại với khoảng 100 đến 150 thế giới. Một con số nhỏ tới mức có thể ví von như là màu thịt răm bông ở chỉ địa bánh pizza ngoại hạng của đế chế nhân loại là bao trùm gần hết giải ngân hà riêng dân số của chỉ duy nhất một hệ thống thế giới tổ ong thuộc đế chế thôi đã khiến những nhà ngoại giao người tàu phát hoảng và tưởng rằng đó là phóng đại vì nó đã vượt trội hơn gấp cả chục lần toàn bộ dân số của người tàu ngoài ra thì còn một yếu điểm cực kỳ chí mạng nữa của đế chế tàu là họ không có công nghệ di chuyển không gian thông qua hư không họ cũng chẳng có động cơ vũ trụ có khả năng đi nhanh hơn ánh sáng khiến việc bành trướng lãnh thổ của đế chế tàu có tốc độ ngang với một con ốc sên về vấn đề này thì bạn giả định là đế chế nhân loại đi sẽ không muốn con sên đó bò lên người mình nhưng bạn cũng chẳng cần phải lo lắng đáng kể gì về nó, ít nhất là trong vài chục hay cả trăm năm tiếp theo khi nó vô tình hay cố ý bò vào giường ngủ nhà bạn. Lý do duy nhất mà người tao chưa bị đế chế nhân loại tiến hành một cuộc diệt chủng xóa sổ hoàn toàn là bởi họ nhìn nhận người tao vẫn có giá trị nhất định về đế chế một cách gián tiếp, chẳng hạn như bảo vệ vùng không gian sân sau của họ và đế chế còn đang bận rất nhiều công chuyện khác đang mãi đánh nhau các phe phái thủ địch đáng quan ngại hơn con sen này nhiều. Đặc biệt là sau sự sụp đổ của thành trì Caria trước thế lực hỗn mang mà đằng nào thì thế giới của những người tàu ăn xin lại từ đế chế nhân loại này hầu hết là những thế giới đã suy tàn từ quá lâu hoặc đã bị bỏ quên bởi chính chủ để bù đắp cho sự thâm hụt nghiêm trọng về tài nguyên cả về mặt người và vốn ở mức độ siêu lạm phát này trong chiến tranh nền quân sự của tàu tuyệt đối tuân theo hai nguyên tắc chiến lược giữ khoảng cách đánh nhau ở tầm xa và lên kế hoạch chiến lược một cách tỉ mỉ đến vô cùng có thể nói vui về cách tác chiến đối với các chủng loài khác trong vũ trụ 40k khi mà đánh nhau dinh thức kinh tế là để thắng trận đập nhà chính đối phương thì hầu hết các bên sẽ dùng chiêu bài thiếu gia nhà đại gia đó là lấy vốn bù lỗ hay hỏng đâu thì gấp đôi ở chỗ đó đổi hết mọi thứ họ có thể đầu tư vào trong chiến tranh để thi xem ai hết quân trước khiến mọi cuộc chiến tranh giữa các ông kẹ của giải ngân hà này đều là cuộc thi đấu đốt tài nguyên người tao để tránh người hoàn toàn giống như một tay đầu tư chứng khoán hay tiền ảo còn non trẻ và nhà nghèo chơi theo phong cách tiền trao cháo múc, lấy lãi tích lãi. Họ muốn đánh nhanh, thắng nhanh bằng một cuộc chiến chớp nhoáng, đè bẹp sức kháng cự của đối phương một cách chóng vánh để hạn chế thương vong và rủi ro một cách tối đa nhất có thể. Và cũng đồng thời tuyệt đối tránh xa lầy và những cuộc chiến tranh dài hạn cực kỳ hao tốn nguồn lực. Một thứ mà đối với người tàu là quá xa xỉ để đầu tư vào. Họ cũng biết kết hợp các chiến thuật làm suy nhược hay gây hỗn loạn trên đối phương từ sớm khi tiến hành chiến tranh tổng lực như là bao vây phong tỏa, cài cắm nội gián, mai phục và tấn công phủ đầu vào các yếu điểm của đối phương như nhà máy quân sự và kho tiếp tế nhu yếu phẩm để ép buộc đối phương phải đầu hàng từ sớm nếu có thể. Như đã đề cập ở phần trước, chiến lược của người Tao mang rất nhiều nét tương đồng với logic của con người hiện đại là đánh vào chỗ nào đau nhất để từ đó làm bàn đạp cho các kế hoạch quân sự tiếp theo. Đồng thời có một chiến sách tối thượng mà suốt hàng ngàn năm lịch sử nhân loại đã đúc kết ra một cách vô cùng hiển nhiên mà luôn ở vị thế sống còn được người Tao học hỏi theo. Đó là biết rút lui trước khi quá muộn hay không có cơ hội chiến thắng hay sống sót để mà sau đó lập kế hoạch tái chiến trở lại. Một nước đi đã bị hầu hết các bên ở trong vũ trụ 40k ruồng bỏ vì nhiều lý lẽ như là đức tin vào vinh quang hay chiến thắng quá cực đoan họ lo sợ bị coi là hèn nhát hay đơn giản là không biết quay đầu là bờ nghĩa là gì. Mặc dù rất logic nhưng nhiều lúc trong vũ trụ 40k hiện tại khi mọi cuộc chiến tranh đều là một cuộc đọ dung tích bể máu. Cách duy nhất để chiến thắng là phải cắn răng chịu lỗ, không đầu hàng lui binh bất kể cái giá phải trả giống như trời bất động sản vậy. Như mọi chủng tộc đã làm theo mà đặc biệt để chế nhân loại sau hàng thiên nhiên kỷ đồ sát cả thiên hà và tất nhiên là lẫn nhau. Rồi, bây giờ hãy cùng nhau nói về sức mạnh quân sự của tàu ở trong lò nhé người tàu đã từ lâu chủ yếu dựa vào sự đổi mới về công nghệ một cách nhanh chóng và các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm với đầu óc nhanh nhạy để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ lên vũ trụ xung quanh đặc biệt là trong bối cảnh nền hỗn loạn của vũ trụ thời điểm cuối thiên kỷ thứ 41 vốn đang bảo vệ họ từ lâu đã dần trở mặt đầu tiên là áp lực của đế chế nhân loại đang ngày càng gia tăng vài thế kỷ đã trôi qua kể từ thất bại trong chiến dịch Damocles do đế chế nhân loại phát động tiến hành tấn công tái chiếm lại hệ thống thuộc địa vốn từng thuộc quyền sở hữu của đế chế nhưng đã trở mặt và gia nhập người tàu những nhà chiến lược của nhân loại át hẳn đã đánh giá một cách nghiêm túc và chính xác sức mạnh thật sự của đế chế tàu và sẽ có nhiều bước chuẩn bị dự phòng tính toán kỹ càng hơn cho cuộc chạm trán trong tương lai thứ hai nghiêm trọng hơn kể từ khi đối mặt với hỗn mang đế chế Tau đã thu hút sự chú ý của các thế lực hỗn mang đáng gờm mà ở đây là các binh đoàn space marine phản bội đang ở ngay ngõ cửa ra vào của người Tau là tại vùng không gian star tide nexus binh đoàn death guard đang thực hiện chiến dịch tấn công vào các tuyến phòng thủ của họ gieo rắc món quà phức lành của vị chúa trường sinh Nurgle lên người tàu Thứ ba là lũ Tyrannis bắt nguồn từ các hạm đội High Fleet Gorgon. Tuy chúng chỉ là tàn dư của hạm đội này, nhưng số lượng của chúng vẫn cực kỳ lớn so với quy mô của đế chế Tau và đã làm cỏ được đến vài thế giới giá trị của họ, mà chỉ nhờ sự may mắn mà người Tau mới đánh bại được chúng nhờ một liên minh vô tình hữu nghị giữa họ với một hạm đội đế chế nhân loại đáng nhẽ ra tham gia trong chiến dịch Damocles xưa, nhưng đã bị lạc đến tận hơn 100 năm sau mới ra ngoài và bất ngờ đối mặt với hạm đội High Fleet tàn dư này tự nhận thức được rằng yếu điểm lớn nhất khó có thể bù đắp được của quân đội người tàu là thể chất trung bình của họ nói chung rất kém còn yếu hơn cả một người lính tiêu chuẩn của đế chế nhân loại và có một sự thật mất lòng là không phải đối thủ nào của họ cũng ưa thích phong cách xa và riêng tư bắn nhau cấu rỉa từ xa mà hầu hết các phe thủ địch người tàu đều ưa thích phong cách chủ đạo dí phím w vào mặt nhau để cho nó có thể gọi là gần và cá nhân hơn đế chế tàu đã tích cực tìm cách cải thiện năng lực cận chiến cho lực lượng quân sự của họ Ngoài việc tìm cách cải thiện hay chế tạo đơn vị Gundam chuyên cận chiến, một trong số phương án chủ đạo là việc chiêu mộ chủng tộc Groot và đề chế to với vai trò là các đấu sĩ cận chiến. Đây là một chủng tộc vẫn còn rất yếu kém tiến bộ về mặt văn hóa và công nghệ và bản chất của chúng có phần man dợn và hoang dại. Tuy nhiên, chúng vẫn có khả năng nhận thức cao, hiểu biết được các thông tin mệnh lệnh chiến thuật từ cấp trên và nắm rõ tình thế của bản thân và đối thủ trên chiến trường, khiến chúng vẫn là đối thủ đáng gờm trong các tác chiến phục kích. Tuy bản chất bạo lực và cái văn minh của chúng không thật sự làm vừa ý người tàu, nhưng xét về mặt giá trị quân sự, từ bản chất bạo lực tàn bạo thì chúng lại là những đồng minh hay đúng hơn là công cụ chiến tranh cực kỳ đắc lực đối với người tàu. Đóng vai trò là những tấm khiêng thịt che chắn cho dàn hỏa lực tầm xa chủ đạo của phe tàu khỏi lực lượng cận chiến phe địch tìm cách tiếp cận. Vì là phe phái ưa thích bắn nhau hơn là chém nhau, người Tàu đã phát triển vũ khí tầm xa của họ với mức trình độ ở đẳng cấp khác. Mà đây là những món hàng ở mức phổ biến cho các đơn vị chiến đấu và mang tính đại trà chứ không phải hàng siêu quý, siêu đẳng cấp vũ khí diệt chủng hành tinh. Gọi chung là Battle Suit với ưu điểm nổi trội nhất là sự đa dụng khi nó có thể chiến đấu hiệu quả trước mọi loại hình quân thù cùng gian hỏa lực hùng hậu cực kỳ đáng gờm. Một trong số đó là bộ giáp XV-88 Broadside Battle Suit thuộc diện đơn vị được trang bị hạng cực nặng trong kho vũ khí của người tàu nó mạnh tới mức chỉ một phát bắn từ pháo chính thôi là có thể đốn hạ nguyên một cỗ chiến xa hay căn đam của các bè phái khác. Chưa kể, dàn hỏa tiễn định hướng bằng drone có thể công kích chính xác đến hoàn hảo toàn bản đồ, đủ sức để càn nát tơi tả một tập đoàn quân đội đối phương bất kể mẫu mã đơn vị. Nhưng điều mỉa mai nhất là lý lịch ra đời của nó là sau khi người Tàu bị lũ Tyrannis đá đít. Họ đã cải tiến phiên bản gốc là XV-8, hy sinh sự cơ động để đổi lại nâng cao hỏa lực nhằm đối đầu với kẻ địch chơi chiến thuật lấy thịt đè nhà áp đảo về số đông mà có đi kèm cả đơn vị hạng nặng của địch tạp nham kèm vào. Chờ chiêu là cuộc cải tiến để chống lại lũ sâu bọ không gian này cũng bao gồm luôn cả Orc, vốn nổi tiếng mặt dày óc đặc và trêu chó. Trong một cuộc xâm lược của bầy đàn Tyranis lên một vùng thuộc địa của đế chế Tau, chỉ ba cỗ Gundam này đã chặn nặng hoàn toàn bầy zergling và trong trận chiến với đế chế nhân loại về sau, nó biến những cỗ Lehman Rose huyền thoại trở thành những cỗ quan tài di động chỉ sau một phát bắn trực diện, trong khi vũ khí của cỗ chiến xa này lại hầu như không gây hấn đáng kể lên những cỗ phá hủy diệt này. Dù vậy, thì người tao vẫn có một yếu điểm chí mạng khi nói về ngành công nghiệp vũ khí của họ là quy mô quá nhỏ và điều này dẫn đến việc họ không có thứ gọi là siêu vũ khí. Một ví dụ tiêu biểu là lực lượng tay của đế chế nhân loại. Đó là những cỗ nhà thờ của vũ trang mạnh mẽ nhất trong kho tàng của nhân loại và vẫn đang được sản xuất thường xuyên. Dù quá trình làm ra có thể mất đến vài trăm năm cho riêng một chiếc, nên chúng chỉ được triển khai khi sự chuyện đang vượt ngoài tầm tiên lượng dự đoán. Về phần người Tàu, cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất mà họ sở hữu là cỗ Gundam KX-139 Tauna Supermarcy Armor. Nhưng nó chỉ mạnh bằng tầm xem xem với một Titan loại Imperial Knight, nên nó sẽ bị cho ăn nguyên cả chảo tỏi phi hành sao xả ớt khi được yết kiến Imperial Titan. Đế chế Tàu chỉ đơn giản là không có kỹ thuật, công nghệ hay nguồn lực đủ sức để có thể chế tạo những cỗ Gundam khủng bố như của đế chế nhân loại. Mặc dù vậy, một cứu điểm dành cho người Tàu khi đối mặt với đế chế nhân loại là việc mức độ phổ biến của công nghệ và khí tài chiến tranh của nhân loại là cực kỳ thiếu ổn định tại những thế giới chuyên làm titan gọi là Night war như chúng ta đã tìm hiểu trong những video trước thì họ còn sử dụng titan để làm những việc đồng áng trong khi đó tại một ngóc ngách khác của đế chế thì người ta lại đang nạp đạn pháo chiến tranh bằng nô lệ sử dụng tay trần rất nhiều kỹ thuật và công nghệ từ thời dark age chỉ được biết đến và sử dụng bởi những băng nhóm hay tổ chức cực kỳ nhỏ trong đế chế như hội giáo sĩ công nghệ chuyên tàng trữ hàng hiếm hay các bậc quý tộc siêu giàu có và quyền lực tại đủ mọi thành phần thể loại thế giới ém hàng ngon khỏi tai mắt đế chế cho riêng mình còn người tao thì ngược lại mang tính chung chung quy quy nhiều hơn khi mọi hoạt động trong xã hội của họ đều được công nghệ hóa để có thể được hoàn thành phần lớn bằng drone hay robot còn nền công nghiệp thì được tiêu chuẩn hóa để sản xuất mang tính đại trà số lượng lớn vậy nên khi chúng ta bàn về chiến tranh giữa hai đế chế giống người này thì nếu đế chế nhân loại chơi nghiêm túc tất tay thì người tao lại hoàn toàn không có quyền gửi xe chứ đừng bảo là ngồi vào bàn phỏng vấn nhưng nếu để hai bên đầu tư theo đúng tiêu chuẩn ngang cân vừa sức thì khả năng cao là người tao sẽ là bên chiến thắng vậy thì một trong những câu hỏi mà các bạn chắc là sẽ rất quan tâm và luôn luôn đặt ra, đó chính là liệu người Tau có cửa thắng trước người Necron hay không. Như vậy thì với sức mạnh quân sự tiên tiến và có chút có thể gọi là plot armor thì phải chăng người Tau hay còn được gọi là cộng sản vũ trụ thì có cửa thắng khi chiến tranh với người Necron, zombie vũ trụ hay không? Để mình trả lời ngắn gọn cho các bạn nhé. Câu trả lời trong ngắn hạn là không và trong dài hạn thì vẫn là không, nhưng mà kéo dài hơn. Ít nhất là nếu chúng ta nhìn từ góc độ logic thời điểm hiện tại, trừ khi game workshop phê đá quá liều và búp cho người tao một cách lố bích đến mức bẽ mặt toàn bộ phe phái khác. Chỉ riêng phần phân tích vừa rồi, giữa đế chế tao và đế chế nhân loại đã thừa đủ để chứng tỏ họ còn không hít thở được chiếc bãi gửi xe khi đánh nhau với người Necron. Có rất nhiều luận điểm chứng minh rằng người Necron chỉ cần hơi phiền lòng trước sự quấy rối lố của người tao thôi là họ sẽ được đi trầu hết đủ 4 vị chúa hỗn mang rồi. Các điểm chính và to dễ nhìn ra nhất bao gồm Đầu tiên, người tao gần đây mới biết rằng người ta có thể vũ trang các vì sao. Trong nỗ lực khai thác năng lượng các vì sao, nhiều ngôi sao khi bị người tao tiến hành thử nghiệm đã vô tình bị đẩy vào trạng thái supernova, đẩy ngôi sao vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng dẫn đến vụ nổ hủy diệt nó. Cho đến thời điểm hiện tại, người tao vẫn thất bại trong việc khai thác nguồn năng lượng vô tận này. Tuy nhiên, họ đã nảy ra ý tưởng mới là chế tạo một loại vũ khí được gọi là Sun Killer để hủy diệt hệ thống thế giới kẻ thù tuy nhiên các giải pháp vẫn còn nặng nề phức tạp và mất rất lâu thời gian, ngay cả đối với chủng tộc tiến hóa công nghệ thần tốc này. Trong khi đó, người Necron thì rất sắc lòng đẩy một mặt trời vào chế độ Supernova và chỉ với một cái nhéo ngón tay thông qua cỗ máy Celestial Orrery, bởi nó chính là giải ngân hà này. Mặt khác thì người tao không có động lực rõ ràng để cho nổ tung một vì sao hay mặt trời bởi mục tiêu chính của họ là bành trướng lãnh thổ và với lý tưởng Greater Good của họ. Trong khi người Necron thì không thể quan tâm đến nó miễn là hậu quả của vụ nổ supernova nằm trong tầm kiểm soát được của họ và không gây liên lụy gì đến người Necron khác để tránh rước phiền phức về nhà là được. Điểm thứ hai đó chính là người tao chưa từng có trận đối đầu nào với kẻ địch xứng tầm của vũ trụ 40K. Mặc dù khá thành công trong việc đánh bại lực lượng đế chế nhân loại lúc nào cũng hổ báo, dù tương quan tiềm lực vẫn quá chênh lệch nhau và nhân loại không ôn in, mình nhắc lại rất nhiều lần là không ôn in nhá. Và người to có thể sống sót trước sự dâm lược của các hai fleet Tyrannis không may cho họ rằng những thành tiệu này hoàn toàn vô nghĩa trước người Necron. Họ vẫn đang chật vật lồng lộn trong quá trình bành trướng lãnh thổ của mình trước đủ mối đe dọa bên ngoài mà vẫn thường bắt buộc phải đổ máu. Tệ hơn cả là người tao gần như chưa động chạm gì với người Necron mặc dù đang tồn tại những hầm mộ người Necron giải rác ngay giữa lòng lãnh thổ của họ. Trong một biến cố khi một hạm đội hai Fleet bất ngờ xâm nhập về hầm mộ của người Necron là Enraker the Traveler hắn đã xóa sổ hoàn toàn bầy hai Fleet chỉ với một cái búng tay và cũng cho bay hơn luôn cả một đạo quân người tàu đang hoan hô ông ta trong ngây thơ chỉ sau một hơi thở vì họ làm bất tiện ông do đã quá cảnh vào lãnh thổ của mình luận điểm thứ ba là các siêu đơn vị và siêu vũ khí của người necron chỉ đơn giản là quá mạnh và đông đảo người necron từ lâu đã làm chủng tộc ông kệ ở trong vũ trụ 40k nhưng quyết định về hưu rồi ngủ đông sau khi đã đánh thắng được những trận chống lại những vị chúa là owans và cả những siêu thực thể katen từ hàng triệu thiên nhân kỷ trước chủ yếu là để bảo toàn tuổi thọ ngắn ngủi của họ thông qua những tiến bộ khoa học công nghệ vượt khỏi giới hạn và quy luật của vũ trụ. Lý do duy nhất để họ thi thoảng thức tỉnh là để phục vụ cho nhu cầu tiêu khiển như là siêu tầm, kiểm chứng lời tiên tri hay đi uh, chiêu chó các đề chế khác. Họ sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ nhất toàn vũ trụ với hầu như mọi thế giới đều có bóng dáng của người Necron cùng một đạo quân và hạm đội chiến hạm cực kỳ đông đảo đang trong trạng thái ngủ đông. Zandrak, một overlord của người Necron đã tổ chức một cuộc xâm lược vào một thế giới thuộc địa người Tau được gọi là Canova chỉ với một nhúm lính ở trong tay, hắn ta đã thanh tẩy hoàn toàn bóng dáng người tàu chỉ trong vòng 2 tuần. Hơn thế, hắn ta còn cho cả một battle company tương đương với một nửa đại đội của binh đoàn Space Marine là White Scars về chiều hoàng đế và chỉ còn chỉ huy trưởng thì bị bắt làm đồ chơi sưu tập khi họ chỉ định đến đây để tống cổ lũ tàu nhưng đã quá muộn. Vấn đề duy nhất người Necron gặp phải trong việc phát động chiến tranh quy mô lớn là việc có đến hơn 90% dân số của họ vẫn đang ngủ yên trong các khu hầm mộ khổng lồ mà cũng là những cỗ máy hay lò xưởng chiến tranh trá hình và đồng thời xã hội của họ cũng đang cực kỳ phân tán với đủ các lãnh chúa chia thành vô số phe phái và không ai chịu nhường ai. Vậy thì kết luận cuối cùng đưa ra là nếu như chiến tranh tổng lực giữa người Necron và người Tau nổ ra, phần thắng lập tức đổ ra về phía người Necron với không một dung lắc nào với nỗ lực của người Necron cần bỏ ra, còn chẳng nghiêm trọng đến mức phải gọi dậy một mảnh vỡ của Cten để có thể bẻ cong nhiều chiều không gian vũ trụ hay huy động tới một cỗ World Engine. Một ngôi mộ người Necron to bằng mặt trăng có thể tiêu hủy toàn bộ mọi sự sống trên bất kỳ hành tinh nào, mặc dù nó đã bị phá hủy bởi các đế chế nhân loại trong nỗ lực ngăn chặn các mộng diệt chủng này lại. Rồi, đó như là toàn bộ những gì bọn mình muốn chia sẻ cho các bạn về đề chế tàu và những câu chuyện liên quan cũng như sức mạnh của họ. Đừng quên bấm like, share video này và đăng ký kênh Dio Mio nếu như các bạn thấy thích video này và muốn đón xem video tiếp theo. Nếu thấy giờ, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện cho video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.